xuống biển rồi. Thế ơi, Thế ơi, dạ, tình hình tiếp theo là như thế nào? Hành trình tiếp theo mình sẽ đi qua chùa Liên Trì ạ. Liên Trì của huyện Tân Châu này luôn. Là còn ở đó là 20 phần quà đó hả? Bếp ăn từ thiện cho người già sớm thì ghé, mà không còn sớm thì là về cho sớm. Cao su lá rụng. Cơ tình thần rất là đẹp con. Hôm nay là anh Diễm Phúc là chở toàn là những người có đủ các tinh thần, có tâm hồn, có tâm hồn, có đúng nghệ sĩ, là chim mà nghe, là chim, là cò, lai mi mà được là lai mi qua bên kia. Đúng rồi, đúng rồi, chỗ có tâm, cái gì đây ta, cái gì đây ta, cái gì đây ta, ghé một sòng bài cái, cho casino xong về. Ôi dồi ôi, nó muốn tương tự khoái casino nữa hả? Người bên đó nhá, cũng nhiều người mà người ta cái gì nhỉ, người ta chuyển cái giới á. Trời ơi đẹp lắm cơ, thấy ngọc mê. Đúng rồi, nó đẹp lắm luôn á. Mình ở khoái nói gì đến cái phái khác đúng không? Thái Lan á, nó chuyển giới nó đẹp vô cùng. Mấy ông Trung Quốc sang sướng lắm. Việt Nam mình cũng thế, Việt Nam mình cũng khoái. Đồng sàng ở Trung Quốc nó sò, nó chụp hình, nó sò nó quên. Ông hẩm mình đậu tốt hoài luôn. Đây chỉ có cái nhà, ông hẩm đây là cái nhà mà. Cái nhà, cây nhãn, cây cọc. Rồi, một bộ thương trai miễn phí. Ui, cây cốc nhiều cái thế. Con lòng chân muối. Cây cốc quá đã. Cây mai này, cây mai này. Mai này quá trời bông. Chục 12, chục 12. Thôi cứ để đó đi. Để đó đi xong rồi. Ô, cây mai này lạch lá đã chưa? Hai bên hai cây mai kia có lá, có bông rồi kìa. Lan quá trần luôn, ngon ăn uống sữa hay gì lan. Đúng rồi, cái thứ này thì có một trời lan. Này hả? Ồ, cây cóc kìa, cây cóc kìa. Ồ, cây cóc kìa cả nhà ơi. Trời ơi. Hôm qua con dâu nó mua cây cóc nó về nó trồng ở trước cửa. 300.000. Dạ, cũng có hai chùm trái to và một chùm trái nhỏ. Chùm trái nhỏ như thế này. Cây cóc nhỏ như thế này. Đếm hết rồi được 50 trái rồi ơi, nó mua một cây về trồng được 50 quay, trái. Người ta đang lấy hàng. Quay người ta lấy cây trái. Không biết hết người chị. Mày cây cóc quá. Mày quay cóc quá đi đi quay.
À đây đây còn mấy chục thùng mì nữa hả? Ờ, à, 20 thùng mì, tức là 2 phần quà nữa. Đây 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 đây. Để cho cái xong chị quay cái bóp cơm tình thương ấy kìa. Không. Nè nè, cái này. Dạ. Nè. Rồi. Hello hello cả nhà nha. Đây, mấy chị em đã đến trạm thứ hai nè. Thôi để thầy đi bán hàng cho ông. Dinh gieo, chục 12. Cố lên.
chị hay quá ha. Nè. Đó. Ờ, cái đây mà không biết cho nên chị phải đi nhiều vào. Cứ cắm đầu làm thì sẽ làm gì cho nhiều. Mấy năm nay. Tiền nhiều để làm gì? Ông Dũng Nguyên ông nói đấy, tiền nhiều để làm gì? Cắm đầu làm, còn bây giờ đã học xong rồi. Thôi nhá, đi. Đừng làm nữa. Nghỉ đi. Rồi chán rồi, xuống chân dưới tay rồi, không làm nữa. Thế nói chị nghe, có người rất nhiều tiền, cái con nhỏ đấy nó nói này này. Nó bảo thế này này. Cô má con mới có 62. Mà quận nhất mà coi như là cái ba số quận nhất cho thuê, cho mướn trên 100 triệu một tháng, 5 cái nhà, mỗi cái nhà 10 mấy triệu một tháng nữa. Mà mẹ nó không đi chơi du lịch được, và sao cô kêu cô nghèo mà cô vẫn đi du lịch được? Là vì cô khỏe. Đó, thấy không? Còn bằng từng đồng nó cho mình đi du lịch, nhưng mà mình đi được. Còn kia người ta dư tiền mà không đi được, chị thấy không? Cho nên thôi đi đi. Cắm đầu làm. Chị ơi, vô chụp hình. Cắm đầu làm.